154 người chết, trong đó có một công dân nữ người Việt Nam sinh năm 2001. 100.000 người hoảng loạn. Lễ hội Halloween tối ngày thứ Bảy 29 tháng 10 tại Itaewon, khu phố ăn chơi nhộn nhịp bậc nhất Seoul, Hàn Quốc đã biến thành một thảm họa kinh hoàng với toàn thế giới. Chính phủ Hàn Quốc quyết định để quốc tang từ nay đến hết ngày 5 tháng 11. Xin chào và cảm ơn các bạn đã đến với chuyên mục Toàn Cảnh. Channel thực hiện video này nhằm mang đến thêm một tiếng nói giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề, đồng thời thì còn mang đến cả những kiến thức để góp phần phòng tránh những rủi ro tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Trong một vài phút tới, các bạn sẽ cùng với Minh Múc đến với những phân tích chi tiết về các tình huống tập trung đông người. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng điểm lại những diễn biến được coi là mấu chốt của sự việc xảy ra tại Itaewon. Sau 2 năm bị hạn chế vì dịch Covid-19, đây là mùa Halloween đầu tiên Hàn Quốc cho phép hoạt động tập trung đông người trở lại. Và kết quả là khoảng 100.000 người đã có mặt tại khu phố Itaewon trong đêm 29 tháng 10, cao hơn cả thời trước Covid. Vị trí xảy ra tai nạn là ngay dưới khách sạn Hamilton, nằm ở một con ngõ dài 45m, bề ngang hẹp 4m, như vậy là chỉ vừa đủ cho 5 đến 6 người đi cùng một lúc. Đã thế còn mang đặc trưng của đường xá Seoul là dốc. Con ngõ này kết nối cửa ra số 1 của ga tàu điện ngầm Itaewon với con đường ẩm thực thế giới World Food Street là con đường chính để vui chơi. Chưa hết, ngõ này còn tập trung rất nhiều hộp đêm và quán bar. Ba yếu tố địa hình hẹp, dốc là trục đường quan trọng, lại còn nhiều hàng quán nên buổi tối lúc nào ở đây cũng đông. Khoảng 22 giờ 40 phút giờ địa phương, lượng người đi vào con ngõ cùng một lúc cao đột biến, chật cứng đến mức những người bên trong không thể nhúc nhích được nữa. Tình trạng chen lấn xô đẩy bắt đầu diễn ra khiến cho hàng trăm người mắc kẹt đến mức đè cả lên nhau trong 1 tiếng rưỡi, dẫn đến nghẹt thở và 154 người đã chết. Thực tế thì thảm họa tại Itaewon không phải vụ việc dẫm đạp kinh khủng duy nhất, mà trong suốt lịch sử loài người, những thảm họa dẫm đạp như này vẫn thường xuyên xảy ra và cướp đi mạng sống của hàng nghìn người. Tiêu biểu có thể kể tới lễ đăng quang của vua Nicholas đệ nhị năm 1896 khiến 1.389 người tử vong, hay lễ hội Hajj năm 1990 khiến 1.426 người thiệt mạng. Theo ước tính, trong giai đoạn năm 1980 tới 2007, đã có khoảng 216 thảm họa dẫm đạp xảy ra, khiến khoảng 7.000 người tử vong và 14.000 người bị thương. Hay là năm 2010, tại nước láng giềng với chúng ta là Campuchia, cũng đã xảy ra vụ dẫm đạp tại lễ hội nước trên một cây cầu ở thủ đô Phnom Penh, khiến gần 400 người thiệt mạng, được đánh giá là thảm họa khủng khiếp nhất trong hơn 3 thập kỷ tại Campuchia kể từ sau thời kỳ Khmer Đỏ. Ở thời điểm hiện tại, trung bình mỗi năm có khoảng 400 ca tử vong do thảm họa dẫm đạp gây ra, và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đây là biểu đồ thống kê 10 thảm họa dẫm đạp khủng khiếp nhất mọi thời đại. Đa số là các sự kiện liên quan tới tôn giáo, chính trị và thể thao văn hóa. Bị ngạt thở, bị dẫm đạp, bị đám đông ép cho tới chết. Đây là những gì mà các nạn nhân phải trải qua trong các cuộc thảm họa dẫm đạp. Thuật ngữ tiếng Anh cho hiện tượng này được gọi là Human Stampede hoặc là Crowd Crush. Nhưng vì mình không tìm được nghĩa tiếng Việt tương ứng nên mình sẽ tạm gọi là các thảm họa dẫm đạp. Giới khoa học định nghĩa các thảm họa dẫm đạp là hoạt động mất kiểm soát của đám đông và thường để lại thương vong. Để dự đoán khả năng của các thảm họa dẫm đạp này, người ta thường căn cứ vào mật độ giới hạn, tiếng Anh là critical density, của số lượng người trong 1 mét vuông. Khu vực trong thang máy này có diện tích khoảng 1,5 mét vuông, và nếu bạn di chuyển mà không chạm ai thì mật độ giới hạn là khoảng 3 người trên 1 mét vuông. Nếu bạn vô tình va phải một vài người thì mật độ giới hạn là khoảng 4-5 người 1 mét vuông. Và nếu bạn không thể giơ được hai tay hay thậm chí là chạm vào mặt mình thì lúc này mật độ giới hạn là khoảng 10 người trên 1 mét vuông, và đó là khi thảm họa thực sự xảy ra. Các thảm họa dẫm đạp được chia thành hai loại, một chiều và đa chiều. Những người trong thảm họa dẫm đạp một chiều sẽ chỉ di chuyển theo một hướng cho tới khi gặp phải vật cản. Điều này thường có thể bắt gặp trong các buổi biểu diễn, khi khán giả cùng di chuyển về phía sân khấu. Còn khi mọi người di chuyển theo nhiều chiều hướng khác nhau, hoặc khi ít nhất hai đám đông di chuyển theo hai hướng khác nhau xảy ra va chạm, trường hợp này được gọi là thảm họa dẫm đạp đa chiều. Trong vụ việc ở Itaewon, từ các hình ảnh được ghi nhận về dòng người đi lại hai bên trong con ngõ nhỏ, có thể thấy đây là dạng dẫm đạp đa chiều. Nhưng thực ra, kể cả trường hợp dẫm đạp một chiều cũng rất nguy hiểm. Thực tế, lực đẩy của 6-7 người theo cùng một hướng là đủ để bẻ gãy hàng rào chắn sắt. Và với sức lực của hàng nghìn hay thậm chí là hàng chục, hàng trăm nghìn người trong một thảm họa dẫm đạp thì lực tác động lên người bị dẫm đạp một chiều cũng là cực lớn. Đa số đều cho rằng các nạn nhân tử vong trong các thảm họa dẫm đạp này là do họ không may mắn bị vấp ngã và bị những người còn lại dẫm lên khi tìm cách chạy thoát. Nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Trên thực tế, có nhiều người đã tử vong trong trạng thái đứng thẳng. Những trường hợp là do xương sườn bị ép do chen chúc trong đám đông khiến phổi không thể hoạt động bình thường, hay nói ngắn gọn, những người này đã bị ép cho tới ngạt thở. Trong những vụ việc dẫm đạp trước kia, nhiều kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy xương sườn của nạn nhân có thể phải chịu áp suất tác dụng lên ngực là 6.4 PSI. Mặc dù cơ thể con người có thể chịu áp suất lên tới 50 PSI, nhưng khi bị ép liên tục như vậy cũng đủ để khiến bạn ngạt thở. Hãy tưởng tượng bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông không thể di chuyển được, và có một người bị ngất ngã xuống đất. Điều này khiến những người đứng dựa bên cạnh ngã theo, và người đang đứng dựa vào người đó cũng bị ngã,
từ đó tạo ra hiệu ứng domino, số lượng người ngã chồng lên nhau ngày càng nhiều và người ở dưới cùng sẽ tử vong do bị đè lên. Giả sử bạn nằm trong số những người may mắn không bị ngã, thì bạn sẽ hiểu rằng mình không thể ở lại đây. Mọi người xung quanh sẽ dần trở nên hoảng loạn và tìm cách chạy tới các lối ra. Cảnh tượng giống như trong các phim về xác sống, zombie vậy. Mọi người dẫm đạp lên nhau để chạy thoát thân, khiến con số thương vong tiếp tục tăng lên. Đây đang được coi là một trong những khả năng lớn nhất gây ra thảm kịch đêm Halloween ngày 29 tháng 10 tại Itaewon. Một nguyên nhân khác cũng được chỉ ra từ những thảm kịch kiểu như này là cơ sở hạ tầng. Những địa điểm có lối ra vào nhỏ, hành lang hẹp và tường chắn xung quanh như đền, chùa hoặc các khu di tích cổ thường dễ có khả năng xảy ra thảm họa dẫm đạp hơn so với những khu vực được thiết kế thông thoáng để mọi người có thể lưu thông dễ dàng. Như ở đoạn đầu video đã đề cập là con ngõ bề ngang hẹp chỉ 4m, độ dốc lớn, không thông thoáng là do đường đi từ trạm tàu điện ngầm ra phố lại tập trung quá nhiều quán xá. Hiện tại giới khoa học vẫn đang tìm cách để phòng tránh những thảm họa dẫm đạp này bằng cách sử dụng dữ liệu di động và các mạng xã hội. Tuy nhiên, do bản chất của những thảm họa dẫm đạp liên quan mật thiết tới hành vi con người nên việc dự đoán trước hay là ngăn chặn là điều gần như không thể, mà cách tốt nhất là chúng ta hãy tự trang bị những kỹ năng để phản ứng khi thảm họa xảy ra. Đối với những hoạt động trong nhà, điều đầu tiên khi bước vào đó là hãy đảo mắt nhìn xem lối thoát hiểm ở đâu, vị trí bạn đang đứng gần với những cửa nào. Còn nếu là tình huống ngoài trời hay khi nhìn thấy đám đông có vẻ bắt đầu chật chội, khoảng cách giữa bạn và người bên cạnh hẹp hơn bình thường, không còn thoải mái di chuyển và thở, hãy rời khỏi đám đông ngay lập tức, đừng do dự gì hết. Trong trường hợp bạn không thể di chuyển, một số bí quyết được nhiều chuyên gia khuyên đó là hãy cứ di chuyển theo hướng của đám đông, nhưng đồng thời tìm cách di chuyển dịch theo hướng nghiêng chéo người để lách cho đến khi tìm ra được một khoảng trống nào đó. Không được đi ngược chiều, cắt ngang hay ngồi xuống. Tuyệt đối phải chú trọng việc giữ thăng bằng và giữ nhịp thở ổn định. Nếu bị xung quanh ép chặt, hãy lấy hai tay che trước ngực. Còn nếu đã lỡ ngã, hãy nằm nghiêng và co người lại. Tay ôm lấy đầu, không nên nằm sấp hoặc ngửa mà hãy nằm nghiêng. Điều quan trọng hơn cả là ta phải thật sự bình tĩnh, bởi trong bối cảnh ai cũng hoảng loạn, nhớ được hết chừng ấy phương pháp không hề là việc đơn giản. Sự việc ở Itaewon không đâu xa cũng là bài học dành cho chính chúng ta, những người đang sống tại Việt Nam. Ví dụ như là ngay tại thủ đô Hà Nội trong các ngày cuối tuần vừa rồi thì tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm cũng đã diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa tập trung cực kỳ đông người. Và từ giờ cho đến cuối năm hay là đầu năm mới thì cũng sẽ còn rất nhiều các sự kiện văn hóa, giải trí khác diễn ra với rất nhiều người trên khắp cả nước. Chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cấm mọi người ra đường, bởi vì cảm giác bị kìm chân sau 3 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, mọi người ai ai cũng đều muốn tận hưởng cảm giác của rất nhiều người với bầu không khí thật là nhộn nhịp. Chính vì thế, chỉ hy vọng là mọi người khi tham gia những hoạt động như vậy thì sẽ đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Video này hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Còn bây giờ thì xin chào, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số toàn cảnh tiếp theo.